Bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình phải làm sao? Suy nghĩ phải làm sao? Bây giờ má tính. Rất là khó đấy. Vấn đề này quan trọng đấy. Sao thế? Sao mẹ đứng đấy? Ơ, quên. Sao con mời mẹ? Quên đấy. Đây. Chỉ một phút chốc sơ hở thôi. Mém nữa nó là má, còn tôi làm dâu rồi. Má kêu con đây bằng tính để mình tìm cách mình cứu tụi nó. Vâng. Con biết đó, công việc á của mấy đứa con của con đó. Vâng. Nó bị chậm lại. Nó hơi khó khăn. Chính vì điều đó nó mới bị nghe người ta xúi làm bậy. Có nghĩa là chúng nó thiếu tiền. Bởi vì bây giờ má mấy bà với con kéo tụi nó ra. Vâng. Chứ nếu mà má mà để cho thằng Pháp mà biết chuyện hả, là còn mệt nữa. Đúng rồi, thôi đừng cứ để cho anh ấy biết. Mà má nói cái chuyện này là do con Năm Thở. Chính xác, mẹ nói cái gì cũng đúng. Tất cả đầu dây mối nhỏ là con đấy. Ừ. Nó mà không nói thì làm sao con của con nghe lời nó được. Mà nếu mà làm chuyện đàng hoàng á. Vâng. Thì mắc cái gì mà phải giấu giếm. Chính xác. Mà hả, khi mà nói cái chữ công an là mặt đứa nào cũng xanh chành như ếch nhái á. Chính xác rồi mẹ ơi. Còn hay nữa. Quá cơ. Còn nữa chưa hết đâu. Cái kiểu này là má chắc chắn là tụi nó làm ăn bậy bạ phi pháp nè. Nếu mà mình không kịp kéo thì rồi đây, huynh đệ tương tàn, gia môn bất hạnh, tan đàn xẻ, mẹ mất con, bà mất cháu, chung thân từ tội tử hình. Con có thể yêu dịp cho má không? Một mình thằng Phát là má đuối rồi nha. Mình phải bình tĩnh con à. Bình tĩnh ạ. Ừ. Con bình tĩnh đây. Bây giờ mình phải tìm cách. Mình tìm cách gì vậy mẹ? Mình phải bắt quả tang. Mà để cho con Năm Thở nó hết chối. Đúng rồi. Có là mình phải để có bằng chứng để chúng nó sáng mắt ra. Đúng rồi. Bắt tận tay, dây tận mặt nó đi. Cho nên con và má phải hết sức bình tĩnh. Vâng. Con phải tĩnh. Liều. Phải liều à? 3 lần 7, 20 cũng phải liều. Đúng rồi. 21 cũng liều. 20, 21. Không biết nữa. Thôi 3 lần 7 là 10 cũng phải liều. Thôi đúng rồi. Bây giờ là má của mình nữa là phải là bay đi mà làm. Vô đứt lại, đứt lại. Đứt vô nữa hả? Ừ. Bắt nó. Bình tĩnh. Bắt nó. Ủa, cái thang đâu rồi? Bắt nó. Bắt nó. Sao không bắt nó? Mọi người ở đâu vậy? Đâu? Đây nè. Người ta đi rồi trốn làm cái gì nữa, đi ra đi. Hướng ba giờ. Ở trên. Trời đất ơi. Rồi leo nó chẳng chi vậy? Núp cái gì rồi hồi nãy đối tượng thì tại sao không xuống bắt? Sao xuống? Xuống sao? Sao lên? Thang đâu? gần thôi đã vậy ha, trời ơi đi bắt kẻ gian mà còn mang theo túi nhồi bông thô cưng. Trời ơi chị nghĩ sao vậy? Đây là con của em, con gái của em, nó đưa cái này cho em, nó nói là giống như là mẹ cứ coi như đây là con với mẹ đang ở bên cạnh nhau. Dạ. Điện thoại. Có điện thoại. Alo. Phải cô Cát đó không? Tôi nè, gì không? Ủa cô đặt hàng sao cô không nhận? Đặt hàng gì? Giao tới 2 lần, lần thứ nhất không có người để ngay cửa, lần thứ hai tới cũng không có ai nhận hết. Cô định bơm hàng tôi đúng không? Giao đâu, có thấy gì đâu. Trong một cái bọc trắng, thằng bé nó tới nó giao hàng, nó không thấy ai hết, nó để trên cái bàn quán cà phê. Ê. Anh đừng có dụ tôi nha. Anh dụ tôi. Dụ tôi được cái gì?
Rồi, tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh nha. Tôi nhớ trả tiền đó. Rồi, tôi chuyển khoản liền. Gì vậy? Sao? Cái gì căng thẳng vậy? Trời đất ơi. Vậy không ấy em đụng nha. Ê, trời ơi. Đừng kết thúc cuộc đời như vậy. Đừng, chị khuyên đây. Đây, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Để em mở ra cho. Dạ đây. Trời ơi. Bình tĩnh, cái này em nói thiệt. Bình tĩnh. Là số là trong cái phòng của em bữa giờ đó, tự nhiên xuất hiện dán với kiến nhiều quá. Rồi đột nhiên em mới coi livestream, em thấy là người ta bán cái bột này nè. Bột gì côn trùng. Em mắc cười quá à. Em nói một tiếng thí dụ á, em không có nhận được hàng. Em nói chị nhận giùm em lỡ. Cái đó là cái gì? Không, tôi thương tổn thất. Đi lên, cũng không nói chuyện với cô nữa. Đi lên, cô giải quyết. Thôi, mọi người bình tĩnh đi. Ai đứng yên vị trí đó. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Đúng rồi. Để mẹ tôi thay trời hành đạo. Mẹ nói là người ta đã nghe rồi. Thế thì mời mẹ ngồi. Ừ. Xích ra. Mày đứng kia. Xích ra. Tránh ra. Nói một lần tụi nó xích ra rồi. Đừng nói hai ba lần. Mà sao biết vậy con? Vâng ạ. Biết rồi, để cho bà nói. 150 cái á. 3 cái gần 500. Mọi người hỗ trợ đi mọi người ơi. Hôm nay không bán được gì chứ. Hỗ trợ nhau mọi người ơi. Ôm hết luôn á trời. Đã ế rồi còn ôm nữa. Xin lỗi, con ngồi chỗ mẹ. Tôi cho cô ngồi ở đó. À vâng, cảm ơn mẹ. Thỉnh thoảng cô phải ngồi. Vâng. Để biết ngồi đó không có sung sướng gì đâu nha. Áp lực vô cùng. Vâng. Để cái cây xuống đây. Để xuống cái con này. Biết à? Sao? Con biết lỗi rồi, nội ơi. Mẹ con trời cho. Con muốn chảy ra cái ghế này luôn nội. Con biết lỗi con rồi. Lỗi gì con khỉ? Dạ thôi. Cái lỗi của con là cái lỗi tày trời không thể nào tha thứ được. Tại sao vậy hả? Tại sao con làm ăn con buôn bán gì á? Con cái gian díu làm gì? Con lén lén lút lút làm gì hả? Làm ăn đàng hoàng không cần phải lén lút nha. Ngày hôm nay nội đứng vững ở cái thương trường làm ăn là chính vì cái sự làm ăn của nội thẳng thắn, chính trực, nhìn thẳng con hàng mà buôn bán chứ không có phải lấp ló là da chiếu với con. Cũng may á, là cái chuyện này là nội phát hiện ra được, chứ nếu mà nội không phát hiện ra được, nội tưởng là con với con Năm Phở làm ăn bất chính như vậy rồi nội báo công an là có phải mang giùm gia đình nhà này không hả? Có phải là nói là bà nội là thiêu dễ tưởng tượng không? Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy cái gì? Nó thấy rồi. Cô ngồi cửa cho tôi.
xin tội cho cháu. Con ngồi đây. Dạ, đây. Ngồi xuống. Mẹ ơi mẹ, thôi bố mẹ nhá. Có gì sai, đây? Có gì sai vậy nào? Quá sai. Con ngồi xuống đó. Dạ. Thôi mẹ, dại thì lái chịu đòn ạ. Bây giờ con của con nó lỡ là nó sai lầm như thế. Thế nên là con chịu đòn thay nó ạ. Vâng, đây. Thấy chưa? Ngó xuống mà coi nè. Bởi vì ông bà người ta nói không sai. Dạ. Người ta nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Vâng, tại bà đấy. Mẹ nói luôn câu cuối luôn đi mẹ. Tôi giải thích cho cô biết, cháu hư là tại cô. Nếu mà là cháu hư là tại bà, là ngay từ đầu nó mà về để cho tôi nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ tới lớn là sẽ không bao giờ có cháu hư tại bà nha. Vâng. Còn là do là cô nuôi dưỡng nó cho nên là ngày hôm nay nó hư là tại cô. Vâng. Đưa cây roi làm cái gì? Dạ, đưa cho mẹ đánh. Tôi không phạt. Đánh cái này làm cái gì hả? Đây. Đau thôi chứ không làm được gì hết á. Nhà này hình phạt là gì biết không? Là gì ạ? Ở trển. Thiệt sao nội? Ở trển. Thiệt sao nội? Con với cả cái nhìn cái gì? Khổ thế cơ, tại đây. Dạ. Thương lắm đấy. Thương. Đừng có quấn nữa nha. Khổ lắm rồi. Nãy giờ thấy mẹ mày binh mình không? Đây. Không có quen. Thương. Trời ơi. Trời ơi, rồi được rồi. Rồi, cố lên con, cố lên nhá. Chỉ có 2 tiếng thôi. Vì cái sơ mít nó không đau bằng sơ sầu riêng đâu nhá. Cố lên con. Đấy, mẹ ủng hộ con. Có cách nào quả không? Thôi khỏi đi, không được đâu. Đi đi con. Cố lên, mẹ luôn ở bên con. Là ở bên cạnh thôi chứ không phải quỳ chung đâu mày. Đi. Đi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Mày chửi tao đây à?